Chan Trần có thể ngồi tù 3 năm vì hành vi làm nhục nghệ sĩ Xuân Hương. Ở mức độ nghiêm trọng, nghệ sĩ Xuân Hương có thể làm đơn yêu cầu khởi tố Chan Trần về tội làm nhục người khác với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Những ngày qua, scandal Chan Trần xúc phạm nghệ sĩ Xuân Hương gây ra nhiều bức xúc trong dư luận xã hội, cho rằng tiền bối bình luận chỉ trích mình vô văn hóa qua một đoạn livestream. Cụ người mẫu không ngại phản ứng lại bằng những lời chửi bới thô tục, chợ búa. Trái với cơn giận lôi đình của đàn em những ngày qua, nghệ sĩ Xuân Hương tỏ ra khá bình tĩnh. Nghệ sĩ họ Lê cho rằng tài khoản của mình có thể bị giả mạo khi gây hiềm khích với Chan Trần. Tôi khẳng định 1 triệu 1 tỷ lần, tôi thề tôi không làm chuyện đó. Nghệ sĩ Xuân Hương cho biết, không chỉ thanh minh bằng lời, vợ cũ Thanh Bạch còn tính đến chuyện kiện Chan Trần vì tội vu khống thóa mạ người khác để chứng minh mình trong sạch. Tự nhiên Chan Trần lôi tôi ra chửi một cách thậm tệ, đồng thời vu khống tôi chửi cô ấy. Xét về góc độ luật pháp thì cô ấy đã phạm luật. Tôi sẽ đi thưa, tôi đã lưu lại đoạn clip để làm bằng chứng ra tòa, nghệ sĩ Xuân Hương cho biết thêm. Tuy nhiên, việc Chan Trần chỉ lên tiếng chửi bới trên mạng xã hội khiến cho nhiều khán giả lo ngại liệu nghệ sĩ Xuân Hương có đủ cơ sở pháp lý để khởi kiện nữ người mẫu ra tòa hay không. Trả lời phỏng vấn trên báo Kiến Thức, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng có dấu hiệu Chan Trần xúc phạm đến nhân phẩm danh dự nghệ sĩ Xuân Hương trong vụ ồn ào vừa qua. Tuy nhiên, sự việc chưa mang tính chất nặng nề quá mức, bởi đây có thể chỉ là sự hiểu lầm. Theo luật sư, Chan Trần nên xin lỗi nghệ sĩ Xuân Hương để vụ việc được giải quyết một cách êm đẹp nhất. Hành động của Chan Trần chưa thể hiện có động cơ mục đích để sỉ nhục người khác quá mạnh mẽ. Tôi nghĩ sự việc này nên xử lý hài hòa, Chan Trần phải có ứng xử phù hợp như kẻ chính thông tin để tránh việc bị nghệ sĩ Xuân Hương kiện, bởi nếu phải ra tòa, Chan Trần sẽ gặp bất lợi, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết. Cũng theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, nếu hành vi xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác ở mức độ nhẹ thì có thể xử phạt hành chính, tuy nhiên ở mức độ nặng, chân dài này có thể bị xử lý về hình sự về tội làm nhục người khác. Cụ thể, theo Điều 121 Bộ Luật Hình sự 1999, tội làm nhục người khác quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu nghệ sĩ Xuân Hương cảm thấy mình bị xúc phạm đến nhân phẩm danh dự là cần thiết, bà có thể đề nghị cơ quan pháp luật xem xét để xử lý vụ việc Chan Trần có những lời lẽ xúc phạm mình trên mạng. Nghệ sĩ Xuân Hương còn có thể khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường danh dự nhân phẩm, uy tín bị xâm hại, theo Điều 592 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Luật sư Thơm chia sẻ. Vững vụ việc này, chia sẻ với báo Thanh Niên, luật sư Bùi Quốc Tuấn cho rằng nghệ sĩ Xuân Hương cần bảo vệ mình bằng cách làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Tùy vào mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, Chan Trần có thể bị xử phạt hành chính, xử lý hình sự. Ngoài ra, nếu có thiệt hại trên thực tế từ khi bị Chan Trần xâm phạm danh dự, nhân phẩm, nghệ sĩ Xuân Hương cũng có quyền khởi kiện dân sự yêu cầu Chan Trần phải bồi thường thiệt hại. Theo Điều 592 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, luật sư Tuấn cho biết. Cũng trả lời trên tờ Thanh Niên, ở góc độ hình sự, luật sư Nguyễn Văn Quynh phân tích, nếu cho rằng hành vi xúc phạm mình ở mức độ nghiêm trọng, nghệ sĩ Xuân Hương có thể làm đơn yêu cầu khởi tố Chan Trần về tội làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ Luật Hình sự, với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Tuy nhiên, trước khi làm đơn trình báo cơ quan chức năng, luật sư Nguyễn Văn Quynh cho rằng nghệ sĩ Xuân Hương cần thu thập đầy đủ chứng cứ để bảo vệ mình một cách toàn diện nhất. Trước đó, sự việc Chan Trần miệt thị nghệ sĩ Xuân Hương trở thành tâm điểm chú ý của dư luận những ngày qua. Theo thông tin đăng tải trước đó, sự việc bắt nguồn từ lời bình luận 3 từ vô văn hóa của Facebook Lê Xuân Hương khi bà chủ tiệm bún đậu mắm tôm đang chia sẻ bí quyết trang điểm lên trang cá nhân. Quá bức xúc, của người mẫu 32 tuổi đã chụp lại màn hình làm bằng chứng và lên sóng trực tiếp, dùng lời tục tiểu để dằn mặt vợ của MC Thanh Bạch. Không chỉ nói về chuyện của mình, trong cơn tam bành, Chan Trần cũng tiện miệng nhắc lại những thị phi của đàn chị với chồng cũ MC Thanh Bạch bằng lời lẽ mỉa mai. Thậm chí cô cho rằng đây không phải lần đầu nghệ sĩ Xuân Hương lên mặt dạy đời nghệ sĩ trẻ. Từ đó, cụ người mẫu không ngại đưa nghi vấn nữ diễn viên gạo cội đang muốn tạo scandal để hâm nóng tên tuổi ế chồng mấy chơi của mình. Phương Trinh Julie chảy lòng chuyện yêu chung đại gia với đàn chị. Phương Trinh Julie tiết lộ đã chia tay bạn trai ngay khi biết người yêu có mối quan hệ tình cảm với diễn viên Nguyệt Ánh. Câu chuyện người thứ ba luôn là đề tài được quan tâm trong làng giải trí. Cách đây 7 năm,
ca sĩ diễn viên Phương Trinh Jolie từng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi thừa nhận là người xen giữa cuộc tình của đàn chị là diễn viên Nguyệt Ánh với bạn trai đại gia. Do quá thẳng thắn tiết lộ chuyện đời tư, Phương Trinh Jolie đã nhận được không ít lời dị nghị của người trong giới lẫn khán giả. Thậm chí thời điểm đó, cô còn bị gắn mác là người đẹp cướp bạn trai của đồng nghiệp. Bẵng đi một thời gian tập trung phát triển sự nghiệp và né tránh mọi scandal, mới đây, Phương Trinh Jolie đã có những chia sẻ thẳng thắn về ồn ào trong quá khứ. Khi được hỏi về chuyện yêu đương thời mới chập chững vào showbiz, Phương Trinh Jolie cho biết, thực sự tôi không muốn đào sâu chuyện tình cảm quá khứ, vì nó cũng đã qua lâu rồi và chị Nguyệt Ánh bây giờ cũng đang có hạnh phúc riêng. Nhưng gần đây mọi người hỏi lại chuyện ngày xưa, tôi xin chia sẻ rằng tôi và chị Nguyệt Ánh từng yêu chung một người đàn ông. Anh ấy yêu chị Nguyệt Ánh, nhưng vẫn làm quen với tôi, thậm chí ngay cả khi tôi hỏi anh ta vẫn khẳng định chưa có người yêu. Vô tình một lần tôi và bạn trai đi ốc lề đường, chị Nguyệt Ánh bắt gặp được rồi tôi mới biết người yêu bắt cá hai tay. Thú thật lúc đó tôi rất sốc vì cuộc đời mình chưa bao giờ vướng vào trường hợp đó và mọi thứ trở nên căng thẳng hơn khi lại đụng đàn chị trong nghề nữa. Cuối cùng tôi quyết định chia tay vì dù sao mình cũng là người đến sau, nhưng sự việc đó cả tôi và chị Nguyệt Ánh đều không có lỗi. Lỗi là do người đàn ông quá tham lam mà thôi. Về mối quan hệ sau ồn ào với Nguyệt Ánh, Phương Trinh Jolie tiết lộ: cách cư xử ngày xưa của tôi không được chín chắn, lời lẽ chia sẻ với báo chí cũng không được rõ ràng, tinh tế, nên vô tình tạo sự hiềm khích ngầm với chị Nguyệt Ánh. Nhưng trải qua thời gian trưởng thành và ai cũng có mối quan hệ mới, tôi vẫn sẽ cúi chào chị Nguyệt Ánh khi gặp chị ở sự kiện, ai nói tôi thảo mai cũng được, nhưng việc đó là thể hiện thái độ đúng mực, vì trong giới Nguyệt Ánh là đàn chị của tôi. Với quan điểm cá nhân về người thứ ba đáng thương hay đáng trách, giọng ca cứ thế mong chờ thẳng thắn nói: ba mẹ tôi từng ly dị vì một người phụ nữ khác, nhưng tôi không hề giận gì ghẻ của mình. Tình yêu là cái gì đó rất khó giải thích. Giả sử giờ tôi đang yêu, có người thứ ba xen vào mối quan hệ của mình thì tôi cũng không trách. Quan trọng là sự lựa chọn của người trong cuộc. Nếu mình vẫn thương mà người ta không yêu mình nữa thì giữ làm gì? Những tật xấu khó chữa của trưởng thành qua lời than phiền từ đồng nghiệp. Nhiều đồng nghiệp như nghệ sĩ Trung Dân, danh hài Chí Tài, MC Thanh Thảo, Harry Won cũng mở lời nhận xét về tính cách Trấn Thành. Trấn Thành sinh năm 1987, được khán giả yêu mến qua nhiều vai trò diễn viên, MC. Ở tuổi 30, nam nghệ sĩ đã có cuộc sống và sự nghiệp thành công đáng mơ ước. Dù tuổi còn rất trẻ, Trấn Thành đã là một trong những ngôi sao đắt xô nhất làng giải trí Việt hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp nở hoa, song hành với anh là vung vàng thị phi dư luận. Đến độ nhiều đồng nghiệp từng có thời gian tiếp xúc, làm việc chung với ông xã Harry Won cũng không ngại mở lời khi nhận xét về anh. Mới đây nhất, Trấn Thành trở thành tâm điểm chú ý khi nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ có tiếng là thẳng thắn chia sẻ quan điểm về tính cách của đàn em trong nghề. Theo nghệ sĩ Trung Dân, nam danh hài là người trẻ tuổi bồng bột và háo thắng. Chính tính cách nói nhiều nhưng không suy nghĩ đã nhiều lần khiến ông xã Harry Won rơi vào sự cố khóc dở méo dở vì vạ miệng. Bên cạnh điểm xấu, nghệ sĩ cha chú cũng bực mí, đứng tích tốt của MC trẻ như thông minh, sống tình cảm, nói nhiều nhưng không phải người có tính ác nhỏ nhen. Đặc biệt, nghệ sĩ Trung Dân khẳng định Trấn Thành không phải là người dễ mất kiểm soát. Với Trấn Thành, nhiều lúc tôi lại thấy cậu ấy vì tuổi trẻ bồng bột háo thắng nên có những sự cố đáng tiếc. Ngoài ra, Thành là người nói không suy nghĩ, nhưng người ta lại để ý và đánh giá. Tuy nhiên, Trấn Thành thông minh và sống tình cảm, cậu ấy có tính nói nhiều chứ không phải người có tính ác nhỏ nhen, nghệ sĩ Trung Dân nhận xét. Để chứng minh cho lời nhận xét, nghệ sĩ Trung Dân đưa ví dụ của chính bản thân khi đi chung với Trấn Thành. Chúng tôi từng rơi vào hoàn cảnh khó vô cùng, nhưng cậu ấy đã không làm gì với người hại mình. Đây không phải lần đầu Trấn Thành bị đồng nghiệp công khai cá tính. Trước nghệ sĩ Trung Dân, nhiều ngôi sao làng giải trí như MC Thanh Thảo Hugo, cụ mẫu Dư Yến Ngọc, danh hài Tướng Beo Chí Tài cũng từng mở lời về anh. Không chia sẻ sau hậu trường như nghệ sĩ Trung Dân, danh hài Chí Tài thoải mái nói về tật mở máy của đàn em. Sau lời thú nhận của bà xã Trấn Thành, em sợ anh Thành lắm, bởi tâm sự với anh có một đêm mà sáng hôm sau cả thành phố đều biến hết. Danh hài 58 tuổi tiếp lời, không phải ở thành phố đông đâu, mà 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều biết hết. Thậm chí nó qua Hàn Quốc kể luôn đó, nó rảnh lắm. Nếu nghệ sĩ Trung Dân Chí Tài hé lộ điểm xấu xen lẫn tốt về Asin, thì MC Thanh Thảo Hugo lại khá gay gắt khi nói về tính cách của đồng nghiệp trẻ. Trở lại chuyện cũ cách đây 4 năm, hai MC nổi tiếng làng giải trí đã có cuộc khẩu chiến sau khi làm chung một chương trình. Thay vì trực tiếp gặp gỡ giải quyết,
Trấn Thành và Thanh Thảo đã đăng đàn với tâm thư dài hàng ngàn chữ trên mạng xã hội, bày tỏ sự bất đồng trong quá trình hợp tác. Không chỉ lên án việc pha trò lố cho một số chương trình nghiêm túc, Thanh Thảo công khai thể hiện thái độ không hài lòng khi chứng kiến nam MC đá xoáy ban giám khảo trước mặt thí sinh. Từ những khúc mắc, người dẫn show vui cùng Hugo nhận xét đàn em gay gắt. Trấn Thành là người tự tin đến mức xem thường người khác, ảo tưởng về khả năng của bản thân, huyên thuyên trong micro như một đứa trẻ già trước tuổi. Vì thế, dù là người có tài nhưng lại không biết cách tận dụng để khiến người khác nể phục mình. Trong bức xúc, MC nhà đài tiện miệng nói thêm về tính xấu của Trấn Thành. Em đâu biết những MC khác khi biết mình dẫn cùng Trấn Thành đều e dè, vì họ luôn nhận được truyền đạt từ đạo diễn rằng phải biết tiết chế Trấn Thành, phải cắt kịp lúc. Ngoài khả năng đã mở máy là khó cắt ngang, giới tính và chỗ đứng trong làng giải trí của Trấn Thành cũng từng bị bàn tán xôn xao. Cách đây nhiều năm, danh hài Tấn Bèo từng nhận xét đàn em. Với Trấn Thành, tôi thấy em có tài năng rất đa dạng, trong đó nổi trội là làm người dẫn chương trình. Còn về khoảng hài, Thành vẫn chưa thể xếp ngang hàng với tôi. Là nghệ sĩ, Trấn Thành thường xuyên trang điểm chỉnh chu khi lên hình. Trong nhiều tác phẩm, anh còn rất thoải mái diện trang phục váy áo phụ nữ giả gái. Chính điều này đã khiến ngôi sao họ Huỳnh vướng nghi vấn giới tính suốt nhiều năm. Nghi án Asin thuộc giới thứ ba bị đẩy lên đỉnh điểm khi danh hài công khai tình yêu với ca sĩ Harry Won. Nhiều ý kiến cho rằng cặp đôi kết hợp để tạo scandal hâm nóng tên tuổi. Giữa thời điểm ồn ào tình ái Xin Ri lên cao, cụ mẫu Dương Yến Ngọc đã lên tiếng. Theo đó, họ Dương nhắc lại quá khứ, Trấn Thành từng yêu một người con gái suốt 3 năm nên không phải 3D như lời đồn. Mặc dù bị đồng nghiệp phàn nàn về tính cách và tài năng, nhưng với hai người phụ nữ đã và đang sánh đôi bên đời Trấn Thành, anh luôn là người đàn ông tốt. Với bà xã Harry Won, Trấn Thành là người cần là có mặt. Những lúc yếu lòng nhất, Harry có Trấn Thành bên cạnh, nữ ca sĩ thổ lộ. Không chỉ có Harry, người cũ Mai Hồ cũng luôn dư lời khen có cánh cho Trấn Thành. Dù giờ đây đã đường ai nấy đi, đến giờ phút này tôi vẫn khẳng định Trấn Thành là một người đàn ông tốt. Anh ấy luôn chu đáo, biết quan tâm chăm sóc người mình yêu. Tôi nghĩ ai yêu Trấn Thành chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.